Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, rạng sáng 24 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên đã phối hợp cùng hai đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Phòng Công binh và Tiểu đoàn Công binh 544 tiến hành trục vớt và di rời quả bom có số hiệu M118 tới vị trí an toàn. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, rạng sáng 24 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên đã phối hợp cùng hai đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Phòng Công binh và Tiểu đoàn Công binh 544 tiến hành trục vớt và di rời quả bom có số hiệu M118 tới vị trí an toàn. Trước đó, khoảng 17:30 ngày 21 tháng 10, người dân làm nghề trải lưới phát hiện một quả bom nằm cách trụ cầu số 9 của cầu Long Biên về phía hạ lưu khoảng 200 mét. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên đã tiến hành các biện pháp di rời quả bom vào gần bờ, đồng thời huy động lực lượng dân quân phường Ngọc Lâm và Bồ Đề tổ chức canh gác, bảo đảm an toàn hiện trường. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, quả bom M118 nặng khoảng 1.362 cân, chiều dài 210 cm, đường kính 56 cm. Với mức độ nguy hiểm được đánh giá là mất an toàn cao, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên đã báo cáo với cơ quan cấp trên triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và tổ chức di rời theo đúng kế hoạch. Trước đó, vào ngày 10 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên đã phối hợp với Phòng Công binh, Tiểu đoàn Công binh 544 và Binh chủng Công binh tiến hành trục vớt, di rời và xử lý an toàn một quả bom cùng loại.